Xin chào các đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp địa hình Czech Merlin 6, một dòng xe đạp đến từ thương hiệu cực kỳ nổi tiếng và rất là đẳng cấp của Mỹ. Và chiếc xe này thì được trang bị bộ vành bánh đến tiến 29 inch. Đấy, tạo cho form dáng của chiếc xe nó cực kỳ là chất lượng, rất là to và nhìn nó rất là đầm xe, rất là cơ bắp, cộng với một cái màu sơn màu đỏ. Đấy, rất là thể thao, cực kỳ đẹp. Xe thì thương hiệu Czech khung nhôm, một cái thương hiệu xe mà rất là lâu đời trên thị trường xe đạp thể thao rồi. Đấy, cực kỳ nổi tiếng và rất là đẳng cấp. Những bác nào mà chơi xe lâu năm thì chắc chắn là không thể nào không biết cái thương hiệu này rồi. Dây thì đã được chạy hết âm sườn. Model của xe là Merlin 6 các bác nhé. Nước sơn đỏ, cực kỳ đẹp. Vành bánh của xe được trang bị là một bộ vành lên đến kích thước là 29 inch các bác nhé, cực kỳ lớn. Sử dụng bản lốp là 29 x 2.20. Đấy, một cái mặt lốp, các bác có thể nhìn cái mặt lốp rất là lớn luôn, cực kỳ là bám đường các bác nhé. Đấy, và lốp này thì cũng là nguyên bản theo xe luôn, vành bánh nguyên bản Bontrager. Bontrager là một cái thương hiệu sản xuất phụ tùng riêng cho dòng Czech các bác nhé, thuộc tập đoàn Czech và sản xuất riêng cho cái dòng xe Czech này. Đấy, vành bánh nguyên zin hết, máy ươm một cọc. Bộ chuyển động của xe được trang bị là Shimano Atus với 8 tầng níp và 2 tầng đĩa đạp cho xe có 16 tốc độ khác nhau. Toàn bộ xe là zin hết một nguyên zin hết 100% luôn các bác nhé. Ngoại hình thì cũng còn cực kỳ là mới. Trên phần ghi đông thì cũng được trang bị là tay bấm xả của Shimano và trang bị thêm cả cụm phanh dầu đến từ hãng Techo. Giảm sóc dầu thì được theo xe. Giảm sóc này thì được sử dụng của hãng SR Suntour các bác nhé. Màu đồ là XCT30. Và giảm sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh. Thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai. Để trên phần tiêu đề hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác ấn... Các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh thì các bác ấn đăng ký ở đây. Và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 42 cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 57 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75 thì phù hợp. Bộ chuyển động là Shimano Atus 8 lít và 2 đĩa. Chuyển động thì cực kỳ là mượt mà. Chất lượng xe này thì các bác có thể nhìn trên hình, cực kỳ là mới rồi. Chuyển động các thứ là rất là ngon. Xe thì được bán với em mức giá là 11.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả là ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn tôi lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.